80 năm nha các bạn. Cây này đã tồn tại 80 năm rồi. Đây, gốc này mới đỉnh đây nè, nó nù 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 lên hết rồi. Coi vàng chinh vàng đế kìa, rất là vững chãi luôn. Rồi từ đây nó xuống ra chùm chùm trái luôn đúng không anh? Chùm. Anh em ở xa coi clip này mê chết, anh em mới mấy cây nè coi xù ra nè. Đó thì lúc đầu mình tưởng mấy cái cây này nó ra những cái cục nù nù vậy nè các bạn. Tưởng là nó vậy nhưng mà cái này là do hồi xưa cái tàn nó đưa ra người ta cưa cho nó thoáng. Đi nãy giờ mình chưa đi qua khu vườn bên này. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Bị gì? Thì ở bị bà. Thì rơi bị bà. Mà hôm nay cũng lần đầu tiên mình gặp cây thị luôn. Ở này một gốc hay hai gốc anh? Dưới này lên hai gốc. Nó hai gốc. Gốc trái, gốc này trái tròn. À. Gốc này, hai gốc này là trái dẹp. Trái dẹp. Ồ. 80 năm nha các bạn. Cây này đã tồn tại 80 năm rồi. Còn sau này là vườn măng cục. Vườn măng cục. Giờ đang cũng đang trong trổ. Dạ. Măng cục An Sơn mình cũng như cũng thuộc dạng ngon à. Dạ. Nếu mà tới mùa thì có gỏi gà măng cục. Dạ. Chiên gỏi gà măng cục. Ở đây mình có phục vụ đồ ăn luôn anh? Có luôn hả? Tới mùa á. Tới mùa cho khách vô tham quan. Thích thiệt luôn á. Rồi rồi. Đây là bức tranh lá sen hạt. À, lá sen hạt. Những cái này là anh đi sưu tầm hả? Mình mua về nó ép sẵn rồi. Dạ. Nó ép cái những lá sen từng lá nó ép sẵn rồi mình rồi mình về mình mới thêm họa tiết vô. À. Anh Phúc cũng làm bên nghệ thuật à? Anh cũng này nọ bên không, nghệ thuật. Em không có chuyên nhưng mà em có ý tưởng vậy thôi. À, rồi anh có ý tưởng và rồi, anh nhờ lại người khác thực hiện. Dạ. Hay các bạn. Ai mà 8X đời đầu hoặc là 7X đồ này nọ mà nhớ những cái này không? Này là đi tặng quà sinh nhật rồi là gói giấy quà này là những cái này nè, nhìn vô cái thấy liền. Còn Tết nhất là gói này ha. Tặng quà Tết nhất là gói này. Đó, còn sinh nhật của bạn bè gói này. Đây cái cửa này đúng, cái này là đúng cái cửa ngày xưa luôn đúng cửa xưa đúng hai xưa. Hai cửa này nè. Dạ. Cửa này nữa nè. Hả? Chưa có làm lại. Đúng cửa xưa luôn. Nhỏ nhỏ vậy thôi. Đúng cửa xưa. Nói chung Việt Nam mình ngày xưa cũng nhỏ con đâm ra là cửa rồi cũng nhỏ sau này rồi thể dục thể thao ăn uống đồ bự con lên nhiều khi chúng ta nhìn lại chúng ta thấy nó nhỏ. Dạ. Ồ đây là những cái cối xay bột. Cối xay. Cối đá. Cối đá. Gỗ hương á. Gỗ hương luôn anh. Lũa. Lũa. Này mà là... sao mà vườn có cây dâu trên 100 tuổi. Đâu cho em coi với. Rồi. Thích quá bạn. Ảnh ở đây rất là gần nhà mình ha, cách khoảng 6 cây. Em là cháu ngoại của bên Cám Bình Nhâm, không biết anh biết không? Dạ. Cám Bình Nhâm. Dạ. Dạ. Xưa y chang vậy luôn nè các bạn. Dạ. Đó, có lần mình dẫn các bạn ra đằng sau vườn nhà là y chang từng luống vậy để người ta trồng măng cục á. Thì nhà mình là lúc đó măng cục bên đó nó bị xuống cấp rồi, không được như bên này. Ồ. Chua hay ngọt anh? Ngọt anh. Trời đã vậy. Nó đang trổ. Đang vô mùa trổ. Ôi ôi. Từng chùm trái. Cây đó cũng trên 100 tuổi nhưng mà gốc thì nó không bằng gốc bên đây. Dạ. Ngọt luôn nha các bạn. Đây gốc này mới đỉnh đây nè, nó nù lên hết rồi. Gốc này nó nù mà nó đều tàn. Dạ. Đều tàn. Từ dưới lên tới trên. Ôi nó đều hết luôn. Coi vàng chinh vàng đế kìa. Rất là vững chãi luôn. Hả? Coi vàng đế kìa. Đẹp quá. Này nó có một cái cành nữa, nó xỉa qua đây nữa nè. Chắc dạ. Thấy nó vướng quá rồi. Dạ. Không, nó bị mục.
À nó mục ha. Nó bị mục. Nè, cái này nó vẫn bị mục nhưng mà nó còn cũng còn sống nè. Nè. Dạ, à nó bọng luôn, nó bọng luôn. Cây nó già nó bọng. Cái cây phải rất là già nó mới nù lên chỗ này nha các bạn. Còn khu bên kia là vườn măng lão. À măng măng cũng mấy chục năm luôn. Cũng trên trăm năm. Trên trăm năm luôn. Ôi. Hồi xưa nó có mấy gốc măng để cho chích chè vô là nó đẻ trong đó đó. Dạ. Yeah. Chè lửa ấy, ở đây chè than, đây chè than. Dạ. Yeah. Nó chiên về chè than. Dạ, yeah. Tao cho em đi coi nha. Nó giờ nó đang trổ á, yeah. Bông đó. Mọi người thấy bông của cây dâu chưa? Nó chỗ nè. Rồi từ đây nó xuống ra chùm chùm trái dạ, luôn đúng không anh? Ra chùm chùm chùm. Thích thiệt. Anh em ở xa coi clip này mê chết. Anh em ơi mấy cây nè coi. Xù 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 cái nè. Măng ở đây. Còn măng cơ nó cũng đang trổ nè anh. Dạ. Nó có mấy cái nút á. Là đang trổ. Nó đang trổ. Năm nay trổ sai lắm. Nó đang nút rất nhiều lắm. Dạ. Nè nút ở dưới đây nè. Quá chừng luôn. Ừ. Đó mấy cục tròn tròn đây các bạn. Đây nè. Đó, đây là dễ nhìn. Đây. Dành cho ai chưa có biết cây măng cục nó chỗ như thế nào, bắt đầu như thế nào ha. Từ từ nó sẽ lên thành trái. Này là cái cuốn đúng không anh? Dạ, cuốn cái đầu nó ra trái. Cuốn ra trái. Tổng miếng đất này là một mẫu mấy á, hồi nãy anh Phúc anh nói là mẫu dạ, mấy á. Mẫu tư. Mẫu tư. Những cái măng cổ thụ. Dạ. Mấy cái này ngày xưa nó là tàn hết đúng không anh? Dạ tàn hết. Cái này á bạn thì nói chung cái cây măng cục á là mình cũng biết lâu đời tại vì nhà mình thì cũng ở đây. Đó thì lúc đầu mình tưởng mấy cái cây này nó ra những cái cục nù nù vậy nè các bạn. Tưởng là nó như vậy nhưng mà cái này là do hồi xưa cái tàn nó đưa ra người ta cưa cho nó thoáng. Nhưng mà anh em mà đi ra Huế á, ở ngoài đó là người ta để nguyên si luôn. Tàn nó bò dài ra nè. Chứ người ta không có cắt giống như trong mình. Để là, nguyên luôn. Hồi xưa nó trổ nhiều quá cái mình cắt để cho leo lên. Có đường lên. Đi hả? Leo lên á mình bám. Dạ đúng rồi. Khi mà hái măng á là những như cái cầu thang luôn á. Những người ấy thì bám vô vậy nè. Dạ đúng rồi. Bám mấy cái này để đu lên. Nó như cái cầu thang luôn các bạn. Hồi lúc mà mình bám mình vậy đu lên hái. Mình nhỏ mình còn nhẹ mình đu nổi giờ mình hết đu nổi. Đây những cái cây này là cả trăm năm. Măng cục nó chậm lớn lắm. Hình như măng cục em nghe em nhớ là 20 năm mới có trái đúng không anh? Bây giờ thì 4-5 năm mà mới tập mấy trái à. Nhưng mà giống đó là giống mới bây giống, giờ. Giống mới. Chứ không có phải giống hồi xưa giống mình. Giống giống dạng giống chiếc á. Dạ đúng rồi, giống hồi xưa mình nó lâu lắm. Dạ. Nó 20 năm mới có trái. Gốc măng. Nè cây này cây mới nè. Cây. Cây đó dạng bông kiểu bông sai đó. Bông sai đó. Tàn bay đâu ngắn tàn ngắn. Tàn bay đâu. Bên kia có cây măng cục ngã luôn. Hồi xưa mà tụi mình là dân thành phố mà mỗi lần mà về quê chơi đó là có một cái trò chơi thử thách nhau đó là nhảy qua cái mương. Đứng từ đây phóng qua bên kia. À, mấy anh em cũng có nghĩa là cái khoảng cách nó tăng lên từ từ có mấy anh em té mương hoài mình cũng có té nữa. Cá có cá sặc, cá tự nhiên. Dạ, sặc. Đây sặc liềm kìm. Liềm kìm. Đó, liềm kìm. Cá sặc. Nước thì nước sông của Sài Gòn vô. Dạ. Vô ra vậy đó. Để giữ độ ẩm cho cây. Cái điều người ta nói đất ở khu mình đây thì nó yếu cái chân. Dạ, do cái các bạn dạ. Thấy nè lá rụng rất là nhiều dạ, đó, lá rụng rất là nhiều đất bưng á đất bưng gọi đất bưng đất nước để cho nó lá để cho nó giữ độ ẩm của dạ đúng cây. Rồi nó không có bị bay hơi nước lên ha mấy cây bồng bon nè à này bồng bon cũng có mấy cây lớn lâu đời lắm các bạn để lên cái size này là rất là lâu đời. Mát rượi luôn á, nắng xuống được luôn.
Hồi nhỏ mỗi lần vỉa hè mình về đây chơi á là mình không có ở trong nhà đâu, mình cứ chui ra cái vườn măng sau nhà á, đi vòng 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 chơi, rồi bẫy chim, leo cây, tắm sông. Mấy cây măng này thì nó có mấy cái lỗ lỗ vậy nè, để hồi xưa nên gác mấy cái tỉnh ở trên cho chích chè đẻ. Đúng rồi, chích chè là chuyên gia chui vô chổng đẻ luôn. Dạ. Chuyên gia chui vô mấy cái lỗ này luôn. Cây này nó cũng bể mà cũng độc đáo ha. Dạ. Sắn sắn nu nu luôn. Sắn nu. Bên kia cũng có cây dâu bự lắm kìa. Dạ. Mà chịu không nổi cây kia. Cây đó thì cũng nhỏ chứ không. Bên đó cũng có một cây mà không bằng. Dạ. Thích quá. Đây được cái mình là vườn cây ăn trái, đâm ra chim chóc là cũng nhiều anh ha. Dạ chim nhiều. Chứ cá nữa. Cá, chim. Cá, chim. Đây chớp có nè, hoành quạch nè. Dạ. Than nè. Sâu đầu đỏ nè, sâu xanh nè. Dạ. Cái vườn này mình có mở cửa tham quan không anh? Khách đi vô đây nè. 30/4/1/5 rồi, với mùng 5 tháng 5 á anh. Dạ. Là cho vô tham quan với ăn đặc sản gỏi gà mặn cục. Hái trái cây đúng không? Hái không? Hái trái cây. Hồi xưa dân Sài Gòn, hồi xưa thiệt là hái xưa nha, dân Sài Gòn. Mấy trái tắc ngon ghê không? Ồ, ngon hả? Này trái tắc. Trái tắc trái quất á. Này quất kêu trái quất. Này trái tắc. Hạnh. Hạnh đúng rồi, hạnh. Cũng nhiều tên. Trái tắc hình như tên của người Hoa kêu. Dạ. Ở nó chỗ. Một dài dài luôn. Cây bonsai mà có cái vàng chân á, nhìn nó mạnh, nhất đế mà. Vững vàng. Cây dâu này cũng ngã rồi mà, nhưng mà vẫn sống nè. Nó cũng bông sai. Gốc nó lạ nha. Lạ. Gốc lạ. Cái cây này nó ngã các bạn. Đúng ra cái này nó đứng lên, nó dựng lên. Giờ nó ngã xuống thì cây nó lại mọc theo hướng này lên. Này cũng là một cái dáng thế độc đáo không? Dáng thế nè. Dạ, đó. À, gà này, cái này là... Gà tre. Gà tre. Này mình nuôi cảnh hay là để phục vụ cho cái việc kia anh? Nuôi cảnh. Nuôi cảnh nè. Nuôi cảnh, lấy trứng ăn. Cái mùa măng cục của mình là khoảng tháng mấy anh? Bắt đầu có thể phục vụ cái món gỏi gà măng cục á. Giữa tháng 3. Giữa tháng 3. Ok các bạn. Giữa tháng 3 âm lịch. Ở Lấy Thiêu Bình Dương này có cái món đặc sản mà đại đa số mọi người đều thích, vì nó rất là ngon. Và điều quan trọng nhất á, là trong một năm nó chỉ có khoảng một tháng hả ta? Nó kéo dài tới từ tháng 3 cho tới tháng 6. Tháng 3, tháng 6 đó, có khoảng 3 tháng trong năm thôi. Là các bạn sẽ được thưởng thức cái món đó, tại vì cái món đó ngon là nhờ măng cục non. Dạ, giòn. Măng cục già đó. Măng cục nó giòn á. Giòn. Ngon á. Nó già mà nó chai chai phải không ta? Già, nó chưa chín rồi, sắp chín rồi. Nó sắp chín rồi chứ nó chưa có chín thâm giống như là mình ăn rồi. Trái cây. Đúng rồi, chín rồi nó sẽ ngọt. Còn này nó hơi chua chua, giòn giòn, thơm giòn. Thơm. Ta bóp là... với lại gà ta. Chủ yếu là giòn. Giòn, đó. Bóp với gà ta thì đây là cái món đặc sản mà hầu như là bây giờ nó đã nổi tiếng khắp cả nước rồi. Mấy anh em bạn thân đồ ngoài Bắc đồ vô của mình đồ vô cũng bắt dẫn đi ăn gỏi gà măng cục. Nhìn nó nhớ ngày xưa liền. Cái này là siro nè. Cây siro á. Này siro. Dạ. Dạ, 90 tuổi. 90 tuổi khỏe. Dạ.
xưa cũng còn lại mấy cái cái bộ ghế ngồi đó. Ghế ông. Dạ anh chào ông. Dạ nói lớn anh không. Chào ông. chúc ông nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Đây là bộ ghế từ xưa luôn, ông vẫn đang ngầm đang sử dụng luôn. Ba ông nhớ hồi xưa kỹ lắm, anh hỏi gì là ông trả lời hết. Dạ. Tụi cháu ở đâu? Dạ, tụi con ở dưới Bình Nhâm. Bình Nhâm mà. Dạ, Bình Nhâm. À. Dạ. Cháu của Cám Bình Nhâm. À. Dạ. Ông ở Bình Nhâm. Tôi có người quen thân ở dưới. Dạ. À. Ừ. Dạ. Dạ, nên ông sợ mấy người lạ lạ, ông phải hỏi gốc gác. Tám. Dạ. Ông Hào Tám. Dạ. Dưới Bình Nhâm cũng dân cũng nổi tiếng à. Dạ. Dạ rồi. Hồi xưa là giáo viên. À ông hồi xưa là giáo viên không? Thầy dạ. Chiểu đồ. Thầy Chiểu. Dạ. Thầy Tại đồ. 90 tuổi dạ. 90 tuổi ông còn khỏe. Dạ. Nè mấy. Dạ rồi ông nghỉ ngơi. Dạ. Mấy này nè. Mấy cái khố nhôm nè. À. Hố nhôm xưa. Trời ơi đẹp quá. Nhìn này bạn biết giống gì không? Nhìn này giống nếu mà ai mà có hố nhôm xưa. Có coi tennis á, Wimbledon á, rất là giống luôn. Muốn nhôm xưa nè các bạn. Thấy rõ. Hố nhôm xưa. Này tennis Wimbledon. Lấy được cái cúp Wimbledon của tennis. Nhôm đẹp. Yeah. Cái này mình đựng gì anh? Cũng đồ ăn. Dạ đồ ăn. Yeah. Wow, thịt. Những cái đồ Longigo cũng còn. Longigo. À Longigo. Này các bạn. Này như hồi xưa là dân nói chung là người đi lao động thì cứ đem đồ ăn theo ăn trưa là cứ đựng vô này thôi. Rồi những bộ này mới xưa nè. Những bộ này vôi xưa. Dạ. Vôi xưa, tủ rượu. Dạ. Tủ rượu mà có nó còn bề bộ. Nè. Đây nè. Mấy bộ này gốm của Nhật. Ồ, gốm Nhật luôn. Gốm Nhật. Nó mỏng lắm. Gớm này, mỏng tanh luôn. Dạ, mỏng tanh nè. Cái độ dày của sứ các bạn, mỏng. Đẹp. Dạ. Này của Nhật anh? Của Nhật, mà xưa lâu. Nó hai bộ, hai bộ tròn với một bộ bộ dài. Dạ. Những cái hố bất tràng, hố dạng kiểu bất tràng. Này để uống trà ta. Này không, cái này bự quá. Này để ăn đồ ăn rồi. Uống trà nhỏ hơn. Trà. Nè. Đồng ha. Đồng. Xe đạp cổ ha. Này cổ nè. Cổ luôn á. Cổ. Nhìn cái tay lái là biết cổ à. Hay cái tủ rương, tủ để đựng quần áo, đứng soi gương này nọ thứ. Cuộc á. Dạ. Cái radio. Vô còn nguyên si luôn. Nguyên si luôn. Còn tem luôn nha. Còn cái vỏ nó còn nguyên luôn. Thì ai mà gành đồ cổ nhìn chắc mê. Dạ. Mấy đó. Hiếm Sony, lắm. Sony luôn. Sony. Sony. Vườn sinh thái đẹp. Cái này được cấp bằng năm ha. Mới năm vừa rồi luôn.
Nãy bữa cấp bằng cho cái vườn mình đó anh. Dạ. Vườn sinh thái đẹp mới, nè. Mới năm nay. Này tủ rượu. Tủ rượu cũng tủ hồi xưa. Tủ xưa hết. Đó. Hồi xưa nhà nào cũng có cái sắt cái tủ hay vậy, sắt y vậy nè. Đó, cái tủ vậy. À, cái sắt đó anh. Cái sắt à. Cái dạ. Tủ nguyên bằng sắt không á. Dạ. Nặng này, lắm. Này khỏi khiên. Khỏi khiên. Tủ kiếp sắt. Kiếp sắt. Những bình ton cũng còn. Bình ton. Ra đây, mấy cái bình ton uống nước, đồ nhôm hết luôn. Ồ, mấy cái này là giống mấy cái gì của bệnh viện đó ta? Cơm á. Ấy, à, cái cơm hả? Ấy đồ ăn đồ đó. À. Này một ngăn đồ ăn đồ này nọ nữa. Dạ dạ. Chị phá mấy quả này. Đi nãy giờ mình chưa đi qua khu vườn bên này. Chưa qua phía này. Ờ đúng rồi. Chưa qua. Là đi đi đường này. Đi đường này. Mọi người nếu mà muốn tìm một cái chút không gian xưa, một chút kỷ niệm nào đó, ví dụ như cả tuổi mình đi. Thì lúc đó mình còn nít, nói chung là nhà mình lúc mà còn cái không gian vậy, lúc đó mình còn chút xíu, chắc khoảng 4-5 tuổi, vẫn còn nhớ mãi mãi những cái kiến trúc này, cấu trúc này, không gian này, những cái chất liệu này. Thì mọi người có thể ghé một thoáng Bình Dương xưa để mà tham quan ha. Ở đây là tấm cửa. Mình thấy một tấm cửa cũ. Thì có thể người ta bây giờ nó không còn là tấm cửa nữa, thì người ta có thể sử dụng để trang trí rồi ha, rất là đẹp. À, để tìm được vị trí này các bạn có thể cứ Google ra một thoáng Bình Dương xưa thì sẽ có cái bản đồ để chúng ta đi thẳng tới đây luôn, rất là dễ tìm ha, nằm ngay mặt tiền luôn, không có hề khó tìm. Đây là một cái đồi thông. Ồ, đây cũng là có không gian riêng tư. Đây một cái ứng dụng khác của cái cửa cũ đó là thành cái bàn luôn. Anh chị em nào mà sống ảo bằng áo dài vô đây ngồi chụp hình hết bài luôn. Background đằng sau là ở cửa với lại tấm giấy đỏ như thế này, rất là đẹp. Đây có cái hồ cá anh. À, cái hồ nuôi sen súng. À, nuôi sen đó. Súng. Dạ. Chứ không có nuôi cá. Dưới này là bèo á ta? Bèo á, bèo của giống của Úc á. Bèo Úc hả? Nó đỏ đỏ vậy đó. À. Ok. Này là những cây cột mục nè, hồi xưa ở trong nhà nè. À. Xong cái mình lấy ra mình làm mấy cái cổng. Cổng. Tận dụng mà vẫn lưu lại. Lưu lại. Cửa mục. Ồ có cái hồi xưa nè, hồi xưa mà em ở dưới Sài Gòn mà nghỉ hè được lên lúc em nhỏ xíu là đi từ ngoài chợ Lái Thiêu á vô tới trong Bình Nhâm nhà mình á là đi bằng xe ngựa các bạn. Đi bằng xe ngựa. Leo lên những chiếc xe giống vậy có ngựa kéo đi vô nhà. Này cũng có cột một luôn. Dạ. Những tấm tôn xét. Giữ hết. Cố tình để tôn xét á. Dạ. Nó có dấu vết thời gian nè. À, cây này cây đào tiên. Cây đào tiên, ra trái đào tiên. Hồi xưa là nhà nào cũng có cái ông nội ông cũng để hai cái hòm dưỡng xanh hai bên cái giếng trời. À, hai cái hòm gì anh? Dưỡng xanh á. À, hòm dưỡng xanh. Hồi xưa là người nào cũng sợ không có hòm á, à. Phải chuẩn bị trước hết. À,
Hồi xưa đó, bây giờ mình á, quan niệm bây giờ thì là giống như xui, còn như hồi xưa là phải chuẩn bị hết. Chuẩn bị hết. Hậu sự là lo đầy đủ hết rồi. Mã đồ cũng vậy, mã ông nội cũng định vị trí đồ này nọ hết đúng không? Định vị vị trí rồi để biết. Đây khi gọi là ba gian thì nhìn ở góc này chúng ta thấy ba gian đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Ba gian. Ba gian. Ha, khi gọi là ba gian thì nhìn ở góc này chúng ta sẽ thấy là có ba gian rất là rõ ràng luôn. Rồi ok mọi người, hôm nay rất là vui khi mà được anh Phúc ảnh rủ lại nhà, ảnh giới thiệu cái không gian vườn của ảnh và cái ngôi nhà có tuổi đời lên tới hàng trăm tuổi. Thì đây là cái nơi sinh hoạt của gia đình anh Phúc trong ba thế hệ luôn, ông nội rồi tới ba anh, bây giờ tới anh, tới em. Dạ, cho nên là sẽ gìn giữ và cố gắng bảo quản thật là tốt tất cả những cái dấu ấn thời gian ở đây. Dạ, ok anh, em chúc cho anh sẽ tiếp tục giữ được cái không gian như thế này luôn. Còn mọi người mà muốn tham quan cái không gian này, tới đây có thể uống cà phê, chụp hình. Và tới mùa măng cụt giống như mình nói là tháng 3 tới tháng 6 thì mọi người có thể lên đây thưởng thức cái đặc sản đó của Lái Thiêu Bình Dương. Dạ. Thôi cũng còn còn trong mùng. Dạ. Thì cũng chúc anh được nhiều sức khỏe. Dạ. Thành công trong công việc. Dạ ok anh, em cảm ơn anh em mình gần nhau mà chắc giao lưu qua lại. Ok mọi người, chúc mọi người cũng như anh Phúc thôi, anh Phúc và mình thì chúc mọi người có một mùa xuân thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên nhau ha. Chúc mọi người xem clip vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Bye bye.